Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và rất xin lỗi anh em vì ngày hôm qua mình đã không ra được chuyện do bận một số công việc gia đình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập 8 của bộ truyện Phi Đao Túy Nguyệt, tác giả Ức Văn, qua giọng đọc của Quang Khải. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lại nói thì vào lúc này, một bức màn xe bằng vải xám dưới ánh lửa bập bùng lập tức được vén lên. Đây là chiếc xe thứ nhất, cảnh tượng trong xe nhìn một cái là có thể thấy được. Tiêu Chấn vừa nhìn đã thấy, không khỏi hít một hơi lạnh, nhất thời như bị sét đánh, lui về phía sau ba bước. Y tuyệt đối không nghĩ tới xảy ra chuyện này. Nguyên lai, trong thùng xe có một thiếu niên đang bị xích, lõa nửa thân trên đang bị trói lại, đó chính là Tiêu Lâm Phong. Không chỉ hai tay bị kéo ngược, dùng một sợi dây thừng to cột chéo lại, hai bên trái phải còn có hai gã trắng hán như là hung thần ác sát, trong tay mỗi người đều cầm một thanh đao nhọn. Tình hình như vậy, cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng đừng mong cứu được người. Tiêu Chấn, ngươi nhìn thấy chưa? Người áo đen vẫn như cũ ngồi trên càng xe, cười lạnh nói. Đương nhiên, đây là chuyện ngươi không thích nhất. Ngươi thật âm hiểm. Tiêu Chấn cố gắng chấn định. Sự tình không xong, đành phải đắc tội. Người áo đen nói. Nếu như Tiêu Chấn ngươi có cơ hội, sợ rằng so với ta còn âm hiểm hơn. Lời này không hề sai, cũng xem như một lời nói trúng tim đen. Nhưng lời này chỉ có nữ nhân 40 mới có thể nói ra được, cũng chỉ có nữ nhân lịch lãm giang hồ mới có thể nhìn thấu được thế tình. Nó làm sao lại rơi vào tay ngươi? Việc này ngươi không cần hỏi. Ngươi đừng mơ tưởng dùng chuyện này để uy hiếp lão phu. Tiêu Chấn bỗng nhiên hai mắt mở lớn, tinh quang lóe lên. Lão phu hy sinh một nhi tử, chí ít có phải đem ngươi chém thành 8 mảnh. Ngươi quả thật nghĩ như vậy? Không sai, lão phu cái gì cũng không quản. Tiêu Lâm Phong trong xe sắc mặt như đất, cặp mắt vốn đang nhắm chặt, lúc này bỗng nhiên kinh hãi gọi một tiếng. Cha! Hiển nhiên, hắn vừa nghe Tiêu Chấn nói, toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh. Ngươi đúng là một kẻ không ra gì. Tiêu Chấn cả giận nói. Chết là đáng kiếp. Tiêu Chấn, đừng giả vờ. Người áo đen vẫn cười. Ngươi nói cái gì? Tiêu Chấn hai mắt chợt lóe lên. Ngươi có mấy nhi tử? Một người. Vậy là được rồi. Người áo đen nói. Ngươi tuổi tác đã già, tinh lực đã suy, muốn sinh nhi tử sợ rằng không dễ dàng. 600 tuổi thì lấy gì để nối dõi tông đường? Không cảm thấy có lỗi với tổ tông sao? Nữ nhân này mồm mép quả thật lợi hại, hơn nữa còn nói giống như đang suy nghĩ thay cho người khác. Lão phu không thèm quan tâm. Chưa chắc, ta lại thấy ngươi rất quan tâm. Người áo đen nói. Dùng gia tư của ngươi hiện nay, cả đời này cũng không lo chuyện ăn chuyện uống, vậy còn nghĩ đến đôi ngựa bằng phỉ thúy và 100 viên minh châu kia? Một ngày nào đó ngươi nằm xuống, mấy thứ này sẽ lưu lại cho ai? Không chỉ ngôn từ sắc bén, lời nói còn mang theo vài phần khắc nghiệt. Ngươi không cần biết lão phu lưu lại cho ai. Tiêu Chấn mặt đỏ tới mang tai. Ta là thành tâm khuyên ngươi. Người áo đen nói. Đã không có nhi tử, còn cần những vật ngoài thân này để làm gì? Chẳng lẽ muốn mang vào quan tài sao? Lão phu còn cách quan tài rất xa. Không xa đâu Tiêu Chấn. Người áo đen nói. Ngươi có họa phúc sớm chiều, nói không chừng ngay tối nay. Thôi lắm. Tiêu Chấn lạnh lùng nói. Dù sao lão phu hôm nay đã quyết tâm, một như tử thì có gì quan trọng? Lão phu đã nghĩ thông suốt rồi. Thật sự đã thông suốt rồi? Chuyện này còn giả sao? Lão phu. Tiêu Chấn mặc dù cố gắng chấn định, nhưng trên trán mồ hôi lạnh đã chảy xuống ròng ròng. Y đương nhiên lo lắng cho nhi tử, cũng vì nửa đời uy danh của mình. Mặc dù ngoài miệng nói cứng, nhưng trong lòng cũng đã do dự lúng túng. Không giống, một điểm cũng không giống.
Người áo đen nói: Ta đã từng thấy qua những người chân chính nghĩ thông suốt, bọn họ đều thoát ly thế sự, không tranh với đời. Nữ nhân này rất khôn khéo, mặc dù đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thấy tận trong xương tủy của Tiêu Chấn. Lão phu không muốn ẩn giấu tài nghệ. Đương nhiên, ngươi là anh hùng tâm vạn trượng, muốn trở thành đại bá chủ trên giang hồ. Người áo đen nói: Đáng tiếc là tối nay. Tối nay thế nào? Tối nay ngươi đã không hiển lộ được uy phong. Người áo đen cười lạnh nói: Nếu như ngươi thật sự không cần nhi tử, vậy thì động kiếm đi. Ngươi muốn lão phu động kiếm? Đúng, kiếm của ngươi chỉ cần khẽ động, nhi tử bảo bối này của ngươi sẽ lập tức phơi thây tại chỗ. Người áo đen trầm giọng nói: Về phần ngươi nói muốn chém ta 8 mảnh, chỉ sợ cũng chưa chắc đã làm được. Đây là lời nói thật, ngay cả thiên hạ thần kiếm cũng không dám nắm chắc loại chuyện này. Tiêu Chấn đờ người ra. Y mặc dù tự phụ kiếm pháp tuyệt luân, nhưng đối với nữ nhân thần bí trước mặt này cũng không hiểu rõ lắm. Cho dù là kiếm xuất không lệch, nhi tử cũng nhất định xong đời. Đáng tiếc là y đã tàn nhẫn nói ra miệng, lúc này muốn lật lại cũng không dễ dàng. Trong lúc nhất thời, y trở nên tiến thối lưỡng nan, cực kỳ xấu hổ. Tiêu lão đầu, ngươi còn chờ cái gì? Lời lẽ của người áo đen sắc bén như dao, không thể buông tha. Cánh tay cầm kiếm của Tiêu Chấn khẽ run lên, mũi kiếm lay động, phát ra tiếng ong ong. Nhưng y nhìn đến Tiêu Lâm Phong đang bị trói gô trong xe, một bụng lửa giận nhất thời đã biến mất. Y gần như muốn quỵ xuống. Tiêu lão đầu, hay là nghe lời ta đi. Người áo đen tự mình chuyển biến. Một nhi tử dáng vẻ đường đường như vậy, làm sao có thể bỏ được? Nghe ngươi cái gì? Tiêu Chấn nhân cơ hội này nhượng bộ. Nếu như ngươi muốn nghe, ta sẽ nói. Ngươi cứ việc nói. Tiêu Chấn vẫn không chịu tỏ ra nhượng bộ, vẫn làm ra vẻ như đang tức giận. Y luôn luôn là một kẻ cao cao tại thượng, tại Giang Nam làm mưa làm gió, hôm nay đột nhiên lại từ trên mây rớt xuống, đương nhiên là rất không quen. Ngươi thật sự muốn nghe? Người áo đen hỏi lại một câu. Lão phu bảo ngươi nói. Được, ta nói. Người áo đen nói. Thứ nhất, chuyện đôi ngựa bằng phỉ thúy, 500 viên minh châu và 10 vạn lượng bạc này, sau này không được nhắc đến nữa. Chẳng lẽ còn có thứ hai? Tiêu Chấn đối với chuyện thứ nhất này không phản đối, xem ra là đã đáp ứng. Y biết không đáp ứng cũng là vô ích. Có thứ nhất đương nhiên là phải có thứ hai. Người áo đen nói. Chuyện thứ hai này là ngươi phải đem hai thứ đến để đổi lấy nhi tử của ngươi về. Hai thứ? Đúng vậy, hai chiếc đầu người. Không ngờ bà ta lại đưa ra một điều kiện đáng sợ như vậy. Cần hai chiếc đầu người, nói cách khác cũng là cần hai cái mạng để đổi về một cái. Ngươi xem lão phu là đao phủ sao? Giết một hai người thì có là gì? Người áo đen nói. Ngươi cũng không phải chưa từng giết người qua. Không sai, lão phu đã từng giết rất nhiều người. Tiêu Chấn nói. Nhưng đó đều là xuất phát từ chủ ý của lão phu. Tiêu Chấn, ta thấy hình như ngươi đã hồ đồ rồi. Lúc này mà còn chủ ý gì? Ngươi tràn ngập tự tin, muốn đạt lấy một đôi ngựa bằng phỉ thúy, 500 viên minh châu và 10 vạn lượng bạc. Người áo đen cười nhạt. Đây là chủ ý của ngươi, ngươi làm được sao? Tiêu Chấn ngẩn ra, giống như đầu bị đánh một côn. Tối nay ngươi phải nghe theo ta, có điều ta cũng không miễn cưỡng. Người áo đen lạnh lùng nói. Có làm hay không thì tùy ngươi. Nếu như lão phu mặc kệ thì sao? Đương nhiên là có thể. Người áo đen bỗng nhiên quay đầu quát lên. Người đâu? Trước tiên cho tiểu tử này hai đao. Tiểu tử này là ai? Đương nhiên chính là Tiêu Lâm Phong. Đao nhọn dài một thước, trong nháy mắt rạch ra hai đao, cho dù không chết cũng trở thành tàn tật cả đời. Thân thể Tiêu Lâm Phong run lên, hoảng sợ kêu to. Dừng tay, dừng tay. Tiêu Chấn vô cùng hoảng loạn, vội vã nói. Được, 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 được. Hai đầu người, chính là hai đầu người. May mà ngươi đáp ứng nhanh, chậm một chút thì xong rồi. Người áo đen đắc ý nói. Ngươi nói là muốn hai chiếc đầu người. Cái đầu thứ nhất
chắc ta không nói ngươi cũng đoán ra được, hơn nữa cũng là rất nguyện ý làm. Là Triệu Cửu Tôn. Không sai, chính là y. Người áo đen nói. Y lúc này từ hông trở lên đã là huyết nhục đầm đìa, cho dù có linh đan rượu dược cũng không thể 5-3 ngày là khỏi hẳn. Ngươi là nói y chỉ bị thương ngoài da? Không, vết đau rất sâu. Người áo đen nói. Cho dù y còn nội công, nhưng da thịt bị nứt ra rất nhiều, chuyển động không linh hoạt, 10 thành công lực có lẽ hôm nay khó phát được 2 thành. Còn một người là ai? Người này mặc dù rất giảm hoạt, nhưng dựa vào kiếm pháp của ngươi, đối phó với hắn hẳn không phải là việc khó. Trước hết, ngươi hãy nói hắn là ai cái đã. Đinh Khai. Người áo đen bỗng nhiên hạ thấp giọng. Là hắn. Tiêu Chấn trầm ngâm một chút. Việc này khá khó khăn. Theo như lão phụ biết, hắn không chỉ giảo hoạt, hơn nữa còn là một lãng tử. Lãng tử thì thế nào? Có 2 cái đầu sao? Lão phu không phải có ý này. Tiêu Chấn ngập ngừng nói. Lãng tử không có gốc rễ, lão phu biết đi đâu tìm hắn? Thoạt nhìn đây là một vấn đề khó khăn, nhưng kỳ thật trong lòng y biết rõ, muốn lấy đầu của Đinh Khai cũng không phải là chuyện dễ dàng. Y đương nhiên biết gã lãng tử này cũng không dễ chọc. Người yên tâm, cũng không cần phải đi tìm. Người áo đen hạ giọng đến mức thấp nhất. Tiểu tử này có một cái tật, đó là thích phô trương, thích làm náo động. Cho dù ngươi không tìm hắn, hắn cũng sẽ tự mình tìm đến cửa. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, hắn rất quan tâm đến số tài vật trong tay ta. Việc này lão phu biết, Tiêu Chấn nói. Có điều từ sau khi lão phu ra mặt, chẳng lẽ hắn còn chưa hết hy vọng? Mặc dù đang thất thế, nhưng tính tình cao ngạo của y thì vẫn không sửa đổi. Tiêu Chấn, ngươi quả thật quá xem trọng chính mình. Người áo đen cười nhạt. Điều này cũng khó trách, mấy năm nay ngươi tại Giang Nam xưng vương quen rồi. Ngươi... Ta nói cho ngươi biết, đừng xem thường hắn. Người áo đen nói. Nếu như ngươi khinh địch như vậy, chỉ sợ cái đầu này rất khó tới tay. Lão phù... Tiêu Chấn ngẩn người. Y hiển nhiên đã minh bạch, lúc này y đã không phải Tiêu Chấn có thể vinh mặt hất hàm, lại càng không phải là Tiêu Chấn một lời trăm tiếng giả, một Tiêu Chấn đại hiệp đại danh đỉnh đỉnh. Lúc này y đã từ một siêu cấp đại nhân biến thành một tiểu nhân. Y phải nhẫn lại, phải lựa lời mà nói. Còn do dự sao? Người áo đen nói. Nếu như ngươi còn chần chờ, ta sẽ bắt đầu hành động. Được, được. Lão phu sẽ đáp ứng ngươi, tốt xấu gì cũng sẽ làm được. Tiêu Chấn nói. Sao trước tiên ngươi không giao nó? Nhi tử của ngươi à? Đúng vậy, trước tiên hãy giao nó cho lão phu. Ý kiến hay. Người áo đen cười nhạt. Nếu đổi là thành Tiêu Chấn ngươi, ngươi có chịu làm chuyện ngu ngốc này không? Ngu ngốc? Thay vì nằm mơ giữa ban ngày, ngươi tốt nhất nên làm chuyện quan trọng hơn đi. Không thả cũng được, nhưng ngươi không thể bạc đãi nó. Tiêu Chấn gằn giọng nói. Trước tiên ngươi hãy cởi trói cho nó, lại nói khí trời lạnh như vậy. Mặc dù y xảo trá hung ác, nhưng đối với nhi tử thì lại rất tận tình. Được, chuyện này ta đáp ứng ngươi. Người áo đen quay đầu lại nói. Cởi trói, cho hắn mặc y phục. Đừng quên trước tiên phải điểm 2 huyệt đạo. Ngươi... Tiêu Chấn nhíu mày. Ta là xem trọng hắn. Người áo đen nói. Ngươi là lão hổ, còn hắn là hổ con. Hổ phụ không sinh khuyển tử, ta không thể không phòng. Lời nói này đường đường chính chính, nói rất dễ nghe. Nếu là bình thường, Tiêu Chấn nghe xong nhất định sẽ cực kỳ hài lòng. Có điều lúc này y lại cảm thấy không cao hứng chút nào, gằn giọng nói. Ngươi hãy nhớ kỹ, nếu như nó thiếu một sợi lông. Yên tâm. Người áo đen nói. Ta còn xem hắn như là bảo bối nữa kìa. Thế nhưng... Đừng thế nhưng nữa. Người áo đen nói. Chỗ dựa của ta đều nằm trên người hắn. Nếu như hắn xảy ra chuyện không hay, ngươi sẽ thay ta ra sức hay sao? Ngươi biết là tốt rồi. Ta đương nhiên biết. Người áo đen nói. Chỉ cần ngươi làm tốt, ta sẽ trả lại cho ngươi một nhi tử khỏe mạnh. Nhi tử này của ngươi tướng mạo không tệ, tương lai nhất định sẽ thành nhân tài.
Hai câu cuối cùng này quả thật là không cần thiết. Có điều nói ra cũng dư thừa. Lời ca ngợi người người đều thích nghe. Đối với một kẻ đang ra sức vì bà ta, ít nhiều cũng là một loại cổ vũ. Đã như vậy, lão phu sẽ đi ngay. Hy vọng ngươi mã đáo thành công. Đúng rồi, Tiêu Chấn bỗng nhiên nói. Lúc lão phu quay lại, đi đâu để tìm ngươi? Mộc Mã Sơn Trang cách đây không xa, ngươi vừa đi vừa về cũng không mất bao nhiêu thời gian. Người áo đen nói. Ta sẽ chậm rãi đi về phía tây. Hơn nữa người cũng có xe ngựa, nhất định sẽ đuổi theo kịp. Việc này... Có gì không đúng? Sợ ta ăn mất nhi tử của ngươi sao? Người áo đen nói. Kỳ thật ta còn tình nguyện trả lại nhi tử cho ngươi sớm một chút, miễn cho ngươi khỏi dây dưa. Không sai, nếu nhìn dám trái lời, lão phu sẽ liều mạng với ngươi. Điều này ta biết, người áo đen nói. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi làm chuyện của ngươi, ta cũng không muốn làm kẻ địch của ngươi. Còn tên Đinh Khai kia thì sao? Đinh Khai? Người áo đen lập tức hạ thấp giọng. Nói không chừng hắn đang ở ngay phụ cận. Ngươi là nói... Hắn tất nhiên sẽ đi theo đoàn xe, chờ thời cơ hạ thủ. Tiêu Chấn hai mắt chớp động, đào vài lần qua hai bên hẻm núi. Chỉ thấy những sườn đá chót vót và cây cối dày đặc, hoàn toàn không nhìn thấy một bóng người nào. Lão phu đi. Y tay vung lên, tám ngọn đuốc lập tức vụt tắt. Huyết thủ Phi Ưng Tống Dực sau khi đứng dậy vẫn đứng ở bên ngoài hai trượng, lúc này lại trợn trừng hai mắt nhìn về phía càng xe. Đương nhiên hắn phải theo Tiêu Chấn, vì vậy liền quay người bước đi. Tiêu Chấn vừa đi, tiếng xe lại vang lên. Xe lộc cộc, ngựa hí vang. Bảy chiếc xe kín môi nối tiếp nhau lần lượt ra khỏi hẻm núi tiến về hướng tây. Con đường bên ngoài hẻm núi tương đối bằng phẳng, không có đá vụn, nhưng lại nổi lên một phiến cát vàng. Hẻm núi vừa rồi rất huyên náo, lúc này lại trở nên yên tĩnh. Một cành cây đâm ngang trên sườn núi khẽ lay động, hai bóng người như phi điểu bỗng nhiên hạ xuống. Đương nhiên, hai người này chính là Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu. Lần này ta thật sự là đại khai nhãn giới, Lâu Đại Chiêu nói. Bà nương này thật là lợi hại. Không dám xem thường bà ta nữa sao, Đinh Khai nói. Chuyện này thì ta còn phải ngẫm lại, Lâu Đại Chiêu tuyệt không cúi đầu. Bà ta cũng không phải bằng vào võ công đánh bại Tiêu Chấn. Võ công cũng không tệ. Ngươi đã thấy rồi. Ngươi cũng đã thấy rồi, Đinh Khai nói. Bà ta sử dụng bộ áo choàng màu đen kia, cần phải có nội công thâm hậu và nhu cảnh xảo diệu. Hơn nữa thân thủ còn phải linh hoạt, nắm được thời cơ tốt nhất. Thật kỳ quái, tại sao ngươi cứ luôn khen ngợi bà ta? Đôi khi ta cũng khen ngợi ngươi. Đôi khi, Lâu Đại Chiêu nói, trong trí nhớ của ta, loại chuyện này thật sự quá ít. Lời hữu ích không cần nhiều, khen ngợi nhiều chính là khách sáo, sẽ biến thành giả tạo. Khách sáo? Lâu Đại Chiêu ngẫm nghĩ. Nói vậy cũng đúng, chúng ta mỗi ngày đều ở cùng nhau, không cãi nhau là tốt rồi, còn khách sáo làm gì? Cuối cùng thì ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi. Vừa rồi ngươi có nghe không? Lâu Đại Chiêu thay đổi trọng tâm câu chuyện. Bà nương kia hình như muốn cái đầu của ngươi. Là bà ta coi trọng ta thôi. Chẳng lẽ ngươi không tức giận chút nào? Tức giận làm gì? Đinh Khai nói. Bà ta muốn là chuyện của bà ta, còn cho hay không là chuyện của ta. Ngươi xem, cái đầu này của ta không phải là rất cứng sao? Lâu Đại Chiêu cố ý nhìn nhìn. Quả thật rất cứng, hình như là làm bằng sắt. Đinh Khai cười cười. Tiếng xe dần dần khuất xa, không còn có thể nhìn thấy. Gió đêm lạnh lẽo từ trong hẻm núi thổi ra, có cảm giác lạnh buốt ra. Sao chúng ta không ngồi xuống đàm luận một phen? Lâu Đại Chiêu nhìn về phía xa, bỗng nhiên nói ra một đề nghị không tưởng. Không phải là bạn cũ cách xa nhiều năm, tại sao lại ngồi xuống đàm luận? Ngươi thật sự muốn nói chuyện? Đinh Khai hỏi. Đêm dài đằng đẵng, làm thế nào cho hết? Lâu Đại Chiêu nói. Đừng giả vờ, Đinh Khai cười nói. Ngươi rõ ràng là muốn đuổi theo đoàn xe kia. Bị hắn một lời nói toạc ra, Lâu Đại Chiêu đành phải xấu hổ nở nụ cười. Lẽ nào ngươi không muốn? Bà nương kia... Có đi thì trước tiên phải đi Mộc Mã Sơn Trang, Đinh Khai nói.
Ngươi... Lâu Đại Chiêu tỏ vẻ không muốn. Tiểu Đình, đây là một cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần chúng ta đuổi kịp. Yên tâm, bà ta không chạy thoát được đâu, Đinh Khai nói. Chuyện gì cũng có thong thả và cấp bách, trước tiên phải làm chuyện khẩn cấp đã. Nói xong, thân hình của hắn đã động. Lâu Đại Chiêu bất đắc dĩ đành phải đuổi theo. Không đèn, không lửa, không tiếng gà chó, trang viện hoàn toàn tối đen. Dưới ánh sao yếu ớt, phía trước đại môn nguy nga vốn có hai bóng người, lúc này bỗng nhiên rụt người lại, ẩn vào cửa hiên. Trong chốc lát, trên đường lớn bỗng nhiên xuất hiện 7-8 bóng đen, lặng lẽ đến bên ngoài cửa trang. Đám người này chính là Tiêu Chấn. Tiêu Chấn bằng vào thanh kiếm của y, từ sau khi thành danh tại Giang Nam, 20 năm qua đã cố gắng xây dựng một hình tượng quang minh lỗi lạc. Cho dù gặp phải cường địch cũng tuyệt không thể hành động lén lút, nhưng lúc này y lại làm như vậy. Thứ nhất, tuy nói là Triệu Cửu Tôn thương thế không nhẹ, nhưng dù sao y cũng biết nông cạn của Triệu Cửu Tôn. Hai người một đao một kiếm, lực lượng ngang nhau, vì vậy y không dám sơ suất chút nào. Thứ hai, cái đầu này y không thể không có, vạn nhất thất thủ, Nhi Tử bảo bối của y sẽ xong đời. Dù sao cũng đã thất thế, còn quản gì mấy cái quy củ thối tha trên giang hồ. Vì vậy y đã quyết định lần này đã đánh lén, khiến cho Triệu Cửu Tôn trở tay không kịp. Chỉ cần đầu người tới tay, y không sợ người khác chê cười. Lại nói, tối nay thua trong tay Bạch Nương Tử vốn đã trở thành trò cười, vậy thêm vài tiếng cười thì có ngại gì. Vì Nhi Tử, y đã quyết định đập nồi dìm thuyền. Bất quá y cũng có chút kỳ quái, Mộc Mã Sơn Trang tại sao lại trở nên lạnh lạnh tanh tanh, trước cửa ngay cả người gác đêm cũng không có. Loại hiện tượng không bình thường này quả thật làm cho y cảm thấy không yên. Nhưng lúc này trong lòng y đang nóng như lửa đốt, lo lắng cho Nhi Tử bảo bối kia đâu còn quản được nhiều hơn. Chỉ cần đầu của Triệu Cửu Tôn có thể tới tay, cái mạng nhỏ của Nhi Tử y sẽ trở lại phân nửa. Đương nhiên y không chuẩn bị gõ cửa, cũng không dự định phá cửa mà vào. Y muốn lặng lặng hành sự, chiếm được tiên cơ. Lúc này hữu dụng nhất đương nhiên là huyết thủ Phi Ưng Tống Dực. Y lập tức vẫy tay, Tống Dực liền bước qua, hai người lặng lẽ thì thầm một lát. Đây hiển nhiên là muốn Tống Dực vượt tường mà vào, trước tiên thăm dò hư thực. Mặc dù tường cao vài nhận, nhưng đối với Tống Dực thì chỉ là chuyện dễ dàng. Ngay thân hình của hắn vừa vươn lên, chợt nghe kẹt một tiếng, cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Đám người Tiêu Chấn muốn tránh sang hai bên nhưng đã không còn kịp. Trong đại môn, ánh lửa huy hoàng, đèn đuốc rọi một phiến sáng như là tuyết. Dưới ngọn đèn, một thiếu nữ áo tím thướt tha xuất hiện, dung mạo như hoa xuân, lại có vẻ vô cùng đoan trang. Ờ, chẳng lẽ là Tiêu Bá Bá sao? Đây là... Tiêu Chấn đỡ người, liền nói. Lão Phu chính là Tiêu Chấn, cô nương là... À, cháu là Tiểu Nhu. Tiểu Nhu? Tiêu Chấn cố ý cười khan một tiếng. Quả thật không ngờ cháu đã lớn như vậy, lại còn rất xinh đẹp. Tiểu Bá Bá tại sao đêm khuya lại đến đây? Ờ, chuyện này sao? Tiêu Chấn hắng giọng một tiếng. Mấy năm nay không gặp Lệnh Tôn, trong lòng nhớ nhung, cho nên không quản ngàn dặm bôn ba. Vậy thì quả thật không may. Sao vậy? Chẳng giấu gì Bá Bá, trong mấy ngày này gia phụ không thể gặp khách. Triệu Tiểu Nhu đứng giữa cửa, không hề có ý mời khách vào trang. Không thể gặp khách, Tiêu Chấn không khỏi thầm cao hứng, nghĩ thầm lời cậu Bạch Nương Tử nói quả thật không sai, Triệu Cửu Tôn quả nhiên thương thế không nhẹ. Đúng vậy. Lẽ nào ngay cả Tiêu Bá Bá cũng không gặp sao? Đúng vậy, bất luận là ai cũng không gặp, Triệu Tiểu Nhu nói. Ngay cả cháu cũng không gặp. Vì sao? Tiêu Chấn kinh ngạc. Dạ thật không dám giấu Bá Bá, gia phụ hiện đang hành động nhập định, nghiên cứu một loại võ công. Triệu Tiểu Nhu nói. Chí ít cần phải 7 ngày 7 đêm, hôm nay mới qua ngày thứ 2, xin Tiểu Bá Bá tha lỗi. Người hành công nhập định đương nhiên không thể quấy nhiễu, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Thì ra là như thế, Tiêu Chấn cười thầm trong lòng nghĩ. Nhà đầu ngươi mà cũng muốn qua mặt lão phu sao? Bất kể hành công nhập định cũng tốt hay là bị thương cũng tốt, đây đều là cơ hội tuyệt hảo. Xem ra cái đầu này đã chắc chắn tới tay,
y nhìn vào trong cửa muốn đi vào. Trong trang đều là nữ quyến, xin thứ cho cháu thất lễ, không thể chiêu đãi Tiêu bá bá. Triệu Tiểu Nhu đứng thẳng giữa cửa không hề nhường khách. Chẳng lẽ không thể mời Tiêu bá bá uống chén trà cho thông cổ sao? Chuyện này đương nhiên là có thể. Triệu Tiểu Nhu quay đầu lại cười nói, dâng trà. Vâng. Trong cửa bước ra một hán tử áo xanh, trong tay bưng một chiếc mâm, trên mâm có 8 chung trà nóng hổi. Trà nóng đâu ra nhanh như vậy? Đây hiển nhiên là có chuẩn bị, hơn nữa không nhiều không ít, vừa vặn 8 chung. Triệu Tiểu Nhu khẽ nhích người để hán tử kia bưng mâm ra. Tiểu Nhu, lẽ nào lại để cho lão phu đứng uống trà? Tiêu Chấn tỏ vẻ không vui. Cháu vừa rồi đã nói, còn xin ba bá thứ lỗi. Triệu Tiểu Nhu nói, phàm là người có việc gấp phải lên đường, đứng uống trà cũng là chuyện bình thường. Trong lời nói hiển nhiên có hàm ý sâu xa, người có tâm bệnh vừa nghe nên hiểu. Tiêu Chấn trong lòng khẽ động. Lão phu từ ngàn dặm xa xôi đặc biệt đến thăm lệnh tôn, nghĩ không ra lại thành một người không được hoan nghênh. Theo cháu biết, Tiêu bá bá cũng không phải là ngày hôm nay mới tới. Cái gì? Lẽ nào lão phu đã đến lâu rồi sao? Hai mắt Tiêu Chấn chợt sáng lên. Sao cháu lại không hiểu lễ phép lớn nhỏ như vậy? Y ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không khỏi thầm kinh ngạc. Triệu Kiều Tôn không ngờ lại có một nhi tử lợi hại như vậy. Tiêu bá bá trách sai rồi. Triệu Tiểu Nhu nói, cháu chỉ biết vâng theo lời dạy, gia phụ nói như thế nào thì cháu nghe như thế đó. Là lệnh tôn nói. Đúng vậy. Lẽ nào lệnh tôn cũng biết lão phu muốn tới? Cháu luôn không ra khỏi khuê các. Triệu Tiểu Nhu nói, nếu không phải gia phụ sớm nghe tin, Tiêu bá bá cũng đang ở phụ cận vòng tới vòng lui, tìm tìm kiếm kiếm, cháu làm sao mà biết được. Vòng tới vòng lui, tìm tìm kiếm kiếm. Hai câu nói này thật sự là tuyệt diệu, rõ ràng miêu tả dáng dấp của một lão chó săn. Cha ngươi nói càn, lão phu muốn đến hỏi y cho rõ. Tiêu Chấn nhận thấy âm mưu bại lộ, quyết định mượn cớ ra tay. Nhi tử đang chịu tội, y trong lòng nôn nóng, còn không kiềm chế được nữa. Tiêu bá bá, ba bá muốn thế nào? Lão phu không tin là cha ngươi đang hành công nhập định. Tiêu Chấn trầm giọng nói, nếu thật sự là như vậy, lão phu sẽ thay y hộ pháp. Mặc dù Triệu Tiểu Nhu ngôn từ sắc bén, lời nói bức người, nhưng trong nháy mắt, y chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu mồm miệng lanh lợi, thông minh xảo quyệt, hơn nữa lại yếu đuối, đương nhiên không đáng để vào mắt. Chẳng lẽ Tiêu bá bá muốn xông vào? Đúng là có ý này. Tiêu bá bá, nơi này là Mộc Mã Sơn Trang. Triệu Tiểu Nhu nói, khách không thể đoạt chủ, muốn đi vào phải hỏi chủ nhân. Chủ nhân là cha ngươi, lão phu và y cũng có thể xem như là ngang hàng. Có thể xem như ngang hàng? Đúng, ngươi không nên xen vào. Tiêu Chấn đột nhiên biến sắc, nếu còn không tránh ra, đừng trách lão phu ức hiếp tiểu bối. Tiểu bối? Triệu Tiểu Nhu nói, người hình như không phải là tôn trưởng. Vậy thì được. Tiêu Chấn sắc mặt như sắt, nếu như ngươi đã nói như vậy, giao tình mười mấy năm giữa lão phu và cha ngươi xem như đoạn tuyệt. Vậy thì mời. Mời? Mời cái gì? Muốn hiểu thế nào cũng được. Triệu Tiểu Nhu cười lạnh một tiếng, ý của ta là mời ngươi đi, còn nếu như ngươi không muốn đi, vậy thì mời. Mời lão phu triển lộ một chút công phu có phải không? Cũng có thể. Triệu Tiểu Nhu lạnh lùng nói, có điều niên kỷ của ngươi một sấp dày, tốt nhất là nên suy nghĩ một chút. Được lắm, tiểu nha đầu ngươi lại dám giáo huấn lão phu. Đây không phải là giáo huấn, chỉ là nhắc nhở ngươi. Triệu Tiểu Nhu tức giận nói, còn phải xem ngươi có nghe theo hay không. Hừm, lão phu nhìn không ra tiểu nha đầu ngươi có bao nhiêu năng lực. Ta không có. Triệu Tiểu Nhu xoay chuyển ánh mắt, có điều Mục Mã Sơn Trang thì sớm đã có đề phòng rồi. Đề phòng? Đề phòng ai? Ngươi. Nghĩ không ra Triệu Kiều Tôn hôm nay lại trở nên sợ bóng sợ gió như vậy. Tiêu Chấn cười nhạt, Mộc Mã Sơn Trang ngoại trừ Triệu Kiều Tôn thì có người nào xứng làm đối thủ của lão phu? Đề phòng thì có tác dụng gì? Lời này của y đã thừa nhận ý đồ đến bất thiện, chỉ là không nói rõ là muốn đầu người mà thôi.
có tác dụng hay không thì ta cũng không biết. Không biết. Sự tình trong thiên hạ khó có thể dự đoán. Có sự tình thậm chí thay đổi trong nháy mắt. Triệu Tiểu Nhu thản nhiên cười. Người đầy lòng nham hiểm, bị kích động từ Giang Nam xa xôi đến đây, không ngờ tới sẽ rơi vào kết quả như vậy hay không? Tiêu Chấn ngẩn ra, không khỏi trợn mắt há mồm. Rơi vào kết quả gì? Lúc này chỉ vừa qua canh tư, lẽ nào chuyện xảy ra tại ba canh giờ trước Triệu Tiểu Nhu nhanh như vậy đã biết được? Trừ phi nàng vốn có mặt ở đó, chỉ vừa mới trở về không lâu. Tiêu đại gia, Huyết Thủ Phi Ưng Tống Dực bỗng nhiên kêu lên. Triệu Cửu Tôn rõ ràng là nửa người chết, ngài còn do dự cái gì? Chuyện này tại hạ nguyện ý ra sức. Trên giang hồ có rất nhiều người không chịu được tịch mịch, Tống Dực chính là một trong số đó. Vừa mới không lâu còn thất thủ ở hẻm núi, lúc này lại nóng lòng muốn thử. Bất quá hắn cũng nhìn trúng một điểm, nếu như chiếc đầu của Triệu Cửu Tôn là do hắn chặt xuống, đó là chuyện vô cùng vinh hạnh. Vô luận như thế nào, đây cũng là một chuyện chấn động võ lâm, thành ý của hắn nhất định sẽ thăng lên liền ba cấp trên giang hồ. Tiêu Chấn không nói, chỉ dùng mắt ra hiệu. Y vừa rồi kích động một trận, lúc này lại khôi phục vẻ xảo trá thâm trầm trước đây, cũng dường như đã nhìn ra tình huống có điểm không ổn. Triệu Tiểu Nhu nói Mộc Mã Sơn Trang đã có đề phòng, mà lại chính là sự đề phòng y. Nếu thật sự như vậy, tất nhiên là đề phòng nghiêm ngặt. Đồng thời y cũng đoán không ra Mộc Mã Sơn Trang còn có hào thủ xuất sắc nào. Chỉ ít từ vẻ mặt bình tĩnh của Triệu Tiểu Nhu có thể thấy được, muốn lấy được cái đầu của Triệu Cửu Tôn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vừa rồi trong lòng y còn tràn đầy hy vọng, lúc này lại bị bao phủ bởi một bóng đen. Đương nhiên y tuyệt đối không từ bỏ, hơn nữa cũng không thể từ bỏ. Lúc này y đã bị dồn đến chân tường, căn bản không còn lựa chọn nào khác. Tống Dực xông phong ra tay trước, đây là một chuyện không thể tốt hơn. Tất cả dù sao cũng phải thử một lần mới biết được nông sâu. Chỉ nói miệng không có bằng chứng, chung quy cũng không thể để cho tiểu nha đầu này hù dọa. Vì vậy y liền đáp ứng yêu cầu của Tống Dực, lách mình lui ra phía sau ba bước. Ngươi là ai? Ánh mắt Triệu Tiểu Nhu sáng lên, phảng phất như hai điểm hàn tinh nhìn thẳng vào Tống Dực. Lão tử gọi là Tống Dực. Tống Dực bước lên phía trước hai bước. Còn có một danh hiệu khác, nhưng nói ra chỉ sợ hù chết ngươi. Vậy thì đừng nói. Ngươi sợ rồi à? Huyết Thủ Phi Ưng có phải không? Ngươi đã biết rồi. May là ta đã sớm biết, nếu không chỉ sợ sẽ bị ngươi hù chết. Triệu Tiểu Nhu cười nhạt. Vừa rồi ngươi nói muốn ra sức làm gì? Chuyện này à? Khuôn mặt lạnh lùng của Tống Dực trắng bệch như tờ giấy. Chuyện thứ nhất chính là đem tiểu nữ ngươi xé thành hai mảnh. Ngươi lại dọa ta à? Chuyện này không phải chỉ dọa ngươi. Tống Dực gằn giọng nói. Lão tử luôn luôn nói được thì làm được. Được, ngươi đến đây. Sắc mặt Triệu Tiểu Nhu đột nhiên trầm xuống. Đúng lúc này, trên mái hiên bỗng nhiên có một người nhảy xuống. Tiểu thư, giết gà đâu cần dùng đến dao mổ trâu, để tay hạ đối phó với hắn là được rồi. Đây là một trung niên mặc trường sam màu lam, một bộ trang phục văn sĩ, chính là tổng quản Giang Thiên Hồ của Mộc Mã Sơn Trang. Ngươi muốn ra sức thay cho ta sao? Triệu Tiểu Nhu nói. Tiểu thư, đây là việc nên làm. Giang Thiên Hồ nói. Tài hạ ở Mộc Mã Sơn Trang ăn không mấy năm rồi. Ngươi không hề nhàn rỗi, ngươi đã thay cha ta làm không ít chuyện. Chuyện này, nếu như không nắm chắc, tốt nhất ngươi hãy lui ra. Triệu Tiểu Nhu nói. Hắn gọi là Huyết Thủ Phi Ưng Tống Dực, bàn tay của hắn. Nghe giọng điệu này, hình như nàng đối với Giang Thiên Hồ này cũng không tin tưởng lắm, thậm chí còn có chút xem thường. Nhưng sai lầm mà Triệu Cửu Tôn đã phạm, mưu ma trước quỷ đa phần đều do người này nghĩ ra. Ngươi muốn đối phó với lão tử sao? Lông mày Tống Dực dựng lên như là hai thanh đao nhọn. Ngươi là ai? Giang Thiên Hồ xoay người lại, trừng mắt nhìn Tống Dực. Nếu như y đã hiện thân, đương nhiên là muốn bộc lộ tài năng. Mặc dù Triệu Tiểu Nhu không hề khích lệ, nhưng y cũng không có ý lui ra. Họ Tống kia, ngươi đừng kiêu ngạo như vậy. Nơi này là Mộc Mã Sơn Trang,
Giang Mỗ chính là tổng quản ở đây. Tổng quản, cây đồ thì khỉ chạy, cái chức tổng quản này của ngươi cũng xong rồi. Cái gì đồ? Giang Thiên Hồ chậm giọng nói. Triệu Cửu gia phúc thọ an khang, công lực ngày càng tinh tiến, Mộc Mã Sơn Trang cơ nghiệp lớn. Ngươi nói không đồ. Triệu Cửu gia như mặt trời ban trưa, Mộc Mã Sơn Trang vững bền. Đừng mơ tưởng gạt người. Tống Dực cười nhạt. Cho dù cái chức tổng quản không xong, mạng của ngươi cũng xong rồi. Dứt lời, hắn liền quát to một tiếng, phi thân chạy trước. Năm ngón tay màu huyết hồng, thế tới vô cùng mạnh mẽ. Giang Thiên Hồ thân thể xoay chuyển, lập tức rút ra một cây roi đồng bảy đốt, quét qua trước mặt. Không ngờ một người giống như văn sĩ lại dùng một kiện binh khí bá đạo như vậy. Roi dài chín thước, các đốt móc với nhau, chỉ thấy hàn quang lóe lên, phát ra những tiếng đình đàng. Tiếng gió rít gào, khí thế sắc bén uy mãnh. Tống Dực mặc dù hung ác, nhưng vừa rồi đã chịu thiệt dưới một cây trường tiên, lúc này lại thấy một cây trường tiên khác, không khỏi khẽ ngẩn người. Hắn vốn đang lăng không bay tới, lúc này đùi phải hất lên, thân hình khẽ nghiêng qua, nhanh chóng tránh khỏi chính diện, đồng thời lật mình một cái, rơi xuống bên trái tám thước. Bay đến nhanh, rơi xuống đất còn nhanh hơn. Chiếc roi đồng của Giang Thiên Hổ đã xuất hiện, thu hồi không được dễ dàng. Môn hộ bên trái mở rộng tạo thành một góc chết. Tống Dực khi rơi xuống đất lập tức lật mình một cái, cánh tay phải duỗi ra, khớp xương kêu lên lách cách. Quả thật nhanh như tia chớp, năm ngón tay đã cắm vào sườn trái của Giang Thiên Hổ. Chỉ nghe cách một tiếng, chiếc roi đồng chín thước đã rơi xuống đất. Giang Thiên Hổ kêu thảm một tiếng, quay người ngã quỵ. Năm ngón tay màu huyết hồng này hiển nhiên có ẩn chứa kịch độc. Đừng nói móc vào, ngay cả móng tay vạch ra một tơ máu cũng phải chết không thể cứu được. Tống Dực cực kỳ đắc ý, dâng giọng cười lớn. Tiếng cười bén nhọn thê lương, nghe không hề giống như đang cười, nhưng hắn quả thật đang cười. Hơn nữa còn là một loại cười vui sướng, cười đắc thắng. Mỗi lần hắn giết chết một người đều có một loại cảm giác say sưa không kìm lòng được. Đáng tiếc, tiếng cười này cả hắn còn chưa dứt, bỗng nghe ti một tiếng, một mảng sáng xanh chợt lóe lên. Chỉ nghe Triệu Tiểu Nhu trầm giọng nói: "Tại Mộc Mã Sơn Trang này, ngươi đừng mơ tưởng chiếm được tiện nghi." Trong tiếng nói, chỉ thấy thân thể của Tống Dực lảo đảo hai cái, ngã quỵ xuống đất. Hắn ngã vào nơi có ánh đèn sáng tỏ, chỉ thấy toàn thân trên dưới gần như đồng thời xuất hiện 10 vết thương, chảy ra từng tơ máu. Vết thương đều ở vào nơi yếu hại, vì vậy hắn chết rất nhanh. Tiêu Chấn khẽ kêu lên: "Tiểu nha đầu này quả nhiên có chút thủ đoạn." "Không tính là gì cả," Triệu Tiểu Nhu nói. "Muốn dương oai tại vực Mã Sơn Tràng, phải một mạng thường một mạng." "Đây là ám khí gì?" "Không biết." "Mặc dù lão phu chưa từng thấy qua, nhưng chỉ ít đã nghe qua." Tiêu Chấn nói. "Là tán hoa đao phải không?" "Cứ xem là như vậy." Triệu Tiểu Nhu đáp lời. "Lão phu nghe nói cha ngươi có ba thanh tiểu hiệu phi đao, nhưng vẫn vô duyên được thấy. Không ngờ nha đầu ngươi lại là hậu sinh khả úy." Ánh mắt Tiêu Chấn xoay chuyển. "Đây là gia truyền sao?" "Những chuyện này không phải là chủ đề chính, hỏi nhiều vô ích." "Không phải chủ đề chính." "Chủ đề chính chỉ có hai cái." Triệu Tiểu Nhu trầm giọng nói. "Cái thứ nhất là ngươi đem thi thể của huyết thủ phi ưng lập tức rời đi." "Còn thứ hai?" "Cái thứ hai chính là rút kiếm của ngươi ra." "Có điều ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận về hậu quả sau khi rút kiếm ra." Triệu Tiểu Nhu lạnh lùng nói. "Chỉ một sai lầm ngươi sẽ thua toàn bộ. Ngươi có thể thua lần nữa sao?" "Cái gì? Ngươi nói lão phu sẽ thua?" "Ta không dám khẳng định ngươi sẽ thua. Có điều phần thắng cũng không quá lớn. Nhất là tối nay ngươi nôn nóng bất an, kiếm xuất không duyên cớ, lý không đúng, khí không trắng. Chỉ sợ 10 thành công lực khó có thể phát huy được 7 thành." Tiêu Chấn ngẩn người. Y không thể không thừa nhận Triệu Tiểu Nhu tâm tư kín đáo, liệu sự không sai lệch. Nhưng chỉ bằng vào 7 thành công lực, chẳng lẽ không thu thập được danh con trước mặt? "Nhà đầu miệng lưỡi, lão phu lại muốn thử một lần." "Cứ việc." Đáp rất sảng khoái, Tiêu Chấn cười lớn. "Lão phu xuất kiếm cực nhanh,
ngươi dùng binh khí gì? Đao. Đao ở nơi nào? Ngươi không cảm thấy mình hỏi quá nhiều sao? Chuyện này, Tiêu Chấn nói, chỉ vì lão phu hành sự luôn quang minh lỗi lạc, không muốn đối phó với một người tay không tấc sắt. Nói thật dễ nghe, Triệu Tiểu Nhu cười nhạt, kiếm của ngươi nhanh, đao của ta không dám chậm, ngươi có thể yên tâm. Được, lão phu sẽ xuất kiếm. Y không hề vội vã, chăng một tiếng, chậm rãi rút kiếm ra. Huyết thủ Phi Ưng vừa chết, y đã để cao cảnh giác. Y biết Triệu Tiểu Nhu nói không hề sai, nếu thua y sẽ không thể ngóc đầu lên được, nhưng y cũng không thể lập tức rời đi. Đi đâu bây giờ? Quay lại cầu khẩn với Bạch Nương Tử sao? Đây là một chuyện mà y không làm được. Nữ nhân kia so với nước còn lạnh hơn, so với rắn còn độc hơn, so với thỏ còn tinh hơn, so với đao còn sắc bén hơn. Nếu như quay đầu lại cầu bà ta, chỉ uổng công bị chế nhạo một phen. Nhưng nếu như thật sự lấy được hai chiếc đầu này, vậy không giống vậy nữa. Đến lúc đó, nếu như Bạch Nương Tử dám ngang ngược, y có thể mạnh tay liều mạng. Y không tin Bạch Nương Tử đối với thanh kiếm này của y không có vài phần kiêng kỵ. Chỉ cần nhi tử được thả về, những chuyện sau này sẽ dễ xử lý hơn. Mặc dù đã thua một trận, nhưng y tin tưởng chỉ cần làm đâu chắc đấy, cho dù thua vẫn có thể lật lại được. Thậm chí sự dụ hoặc có 10 vạn lượng bạc, một đôi ngựa bằng phỉ thúy, 500 viên minh châu kia đối với y vẫn không hề biến mất. Chẳng qua lời dục niệm cường liệt này đã bị y tạm thời áp chế lại. Xuất kiếm chậm là biểu thị y rất thận trọng. Y phải nhìn xem thần sắc và cử động của Triệu Tiểu Nhu cũng đã không còn khinh thường con danh này. Triệu Tiểu Nhu không cử động, không có bất cứ biểu tình gì. Tiêu Chấn cầm kiếm trong tay, chậm rãi giơ lên, bày ra một thức nhất trụ kình thiên, sau đó bước về phía trước 3 bước. Triệu Tiểu Nhu vẫn không hề nhúc nhích. Tiêu Chấn không nói gì, lại chậm rãi bước về phía trước 2 bước. Lại gần thêm một chút, Triệu Tiểu Nhu rốt cuộc lên tiếng, kiếm của ngươi chỉ có 3 thước, còn không chạm được ta. Đừng quên, cánh tay này của lão phu còn có 2 thước rưỡi. Vẫn còn kém một chút. Thân thể lão phu nghiêng về phía trước, có thể thêm 1 thước. Vậy thì đủ rồi. Triệu Tiểu Nhu hừ lạnh một tiếng, sao ngươi còn không ra tay? Đương nhiên Tiêu Chấn đã ra tay. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, rõ ràng chỉ là một thanh kiếm, nhất thời lại hóa thành 100.000 thanh. Kiếm khí hùng hậu, gió lạnh tạt vào mặt. Kiếm là vua của binh khí, quả thật biến hóa khó lường. Tiêu Chấn uy chấn giang nam chính là vào bằng thanh kiếm này. Kiếm ở trong tay của y uy thế càng gia tăng gấp bội. Nhưng kiếm này của y lại thất bại. Nguyên lai, khi kiếm phong vừa lóe lên, Triệu Tiểu Nhu đã không còn thấy nữa. Người đã đi nơi nào? Triệu Tiểu Nhu không có thuật ẩn hình, cũng không phải là quỷ mị hóa thân. Chẳng qua nàng chỉ là thay hình hoán vị, thân pháp linh hoạt, bóng người hoa lên, bỗng nhiên biến mất. Tiêu Chấn trong lòng rùng mình, trường kiếm đâm ra khẽ khựng lại. Nhưng y dù sao cũng có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn đa mưu túc trí. Đoán chừng Triệu Tiểu Nhu nhất định đã đến phía sau. Vì vậy, đường kiếm của y liền biến đổi, dùng một chiêu Hoàng Long Tại Quyền quét ngang về phía sau, vẽ nên nửa vòng cung. Một kiếm này mặc dù không phải rất xảo diệu, nhưng lại đầy đủ một chữ nhanh. Kiếm khí dày đặc, tràn ngập chu vi hơn 1 trượng. Nếu như có người đánh lén phía sau, một kiếm này đương nhiên sẽ đến kịp lúc. Nhưng Triệu Tiểu Nhu lại ở bên ngoài 1 trượng, trong tay đã có thêm một thanh đao. Đao dài 3 thước, cong như vầng trăng khuyết, lưỡi đao lấp lánh dưới ánh đèn, hiện lên một vầng đỏ ửng, thật là kỳ lạ. Nàng cầm đao mà đứng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chấn, hiển nhiên không hề có ý đánh lén. Thế nào, nghĩ sợ rồi à? Chỉ bằng tiểu nha đầu ngươi mà muốn dọa lão phu sao? Không có thì tốt, Triệu Tiểu Nhu lạnh lùng nói. Có điều những người quen nói mạnh miệng thông thường cũng là người nhát gan nhất. Nhát gan? Lão phu tại Giang Nam. Được rồi, Triệu Tiểu Nhu cười khẩy, những phong quang của ngày xưa hà tất phải nhắc lại. Nha đầu mồm mép, ngươi muốn làm lão phu tức giận đúng không? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, chuyện không nắm chắc thì tốt nhất đừng miễn cưỡng, Triệu Tiểu Nhu nói. Vừa rồi ngươi đã uổng phí 2 kiếm, nếu như có thể kịp thời thu tay,
xem như vẫn còn sáng suốt. Đừng khua môi múa mép trước mặt lão phu. Họa phúc không có cửa. Ta nói là việc của ta, có nghe hay không là ở ngươi. Đao này của ngươi là đao gì? Hồng Loan đao. Chỉ bằng thanh đao này của ngươi mà muốn lão phu dừng tay sao? Ta biết, nếu luận về công lực ta không bằng ngươi, Triệu Tiểu Nhu nói. Nhưng thanh đao của ta lại nhẹ nhàng linh hoạt, có đôi khi cũng rất xảo quyệt, đủ để khiến cho ngươi vất vả. Ờ, nếu như ngươi không tin, có thể thử thêm mấy kiếm, Triệu Tiểu Nhu lãnh đạm nói. Ngươi biết thỏa mãn thì luôn vui vẻ, ngươi biết dừng thì không hổ thẹn, chỉ cần đừng quá mức. Ý tứ này rõ ràng là muốn nói quá mức sẽ hối hận không kịp. Tiêu Chấn đương nhiên là nghe ra được, nhưng lại không thể vào. Trong lòng trái lại bốc lên một ngọn lửa giận vô danh. Được, xem kiếm. Kiếm xuất ra, chỉ thấy ánh xanh lưu chuyển, lạnh lẽo buốt ra, nhắm thẳng vào giữa chân mày. Bất kể nói như thế nào, đây cũng là một kiếm đệ nhất lưu. Tiêu Chấn không chỉ muốn đạt được mục đích, cũng nhịn không được cơn giận này. Lúc này hiển nhiên đã sử dụng ra công lực bình sinh, cũng xuất ra tuyệt chiêu của mình. Khí thế vừa dâng lên, quả nhiên không giống như bình thường. Đến rất hay. Triệu Tiểu Nhu hừ lạnh một tiếng, ánh đao xoay chuyển, một vầng đỏ ửng lao vào trong màn kiếm. Nàng đương nhiên nhìn ra, Tiêu Chấn cũng không phải chỉ có hư danh, chẳng những công lực thâm hậu, hơn nữa chiêu thức còn rất hiểm độc, là một đối thủ nhất đẳng. Nàng không chút nào nắm chắc có thể đánh bại cường địch này. Nhưng vì cha nàng, vì Mộc Mã Sơn Trang, nàng không thể không liều mạng đánh một trận. Đao kiếm tương giao, trong vòng sáng xanh lóe lên một phiến đỏ bừng. Triệu Tiểu Nhu đã sớm nói qua, nàng muốn dùng đao pháp nhẹ nhàng linh hoạt để dễ dàng đối phó với thanh kiếm mạnh mẽ hùng hồn này. Vì vậy, nàng chỉ có thể dựa vào thân pháp khinh nhu, như một làn gió nhẹ di chuyển bên trong kiếm trận. Hơn nữa còn phải nhanh tay lẹ mắt, một khi thấy được một khe hở, phải lập tức tấn công vào nơi yếu hại của đối phương. Đó dù sao cũng chỉ là một thanh kiếm, không phải là một bức tường, không thể tránh khỏi có khe hở. Rừng đao biển kiếm từng đợt nhấp nhô, kình phong vừa đến, cát bụi tung bay, trong khoảnh khắc đã có hơn 10 chiêu. Tiêu Chấn đánh lâu không thắng, hơn nữa còn nhiều lần bị thanh loan đao của nàng lướt qua ra, khiến cho lạnh cả người, không khỏi càng ngày càng giận dữ. Hắn hét lớn một tiếng, chân khí trong đan điền để thăng, kiếm quang đột nhiên bừng lên. Thanh kiếm như một vệt sao băng, chiếu đỉnh đầu của Triệu Tiểu Nhu nhất định phải rơi. Uy thế của một kiếm này, phóng mắt trong giang hồ thật là hiếm thấy. Nếu Triệu Tiểu Nhu qua được một cửa này, sẽ có khả năng giành được thắng lợi. Đáng tiếc trải qua một phen nỗ lực, tinh lực của nàng cũng đã hết. Nàng vốn là một thục nữ trong khuê phòng, thân thể không được khỏe mạnh lắm. Giao đấu hơn 20 chiêu với một vị kiêu hùng trong giang hồ, bá chủ của một phương, có thể nói đã là rất đáng phục. Lúc này kiếm pháp của đối phương vừa siết chặt, nàng lập tức lộ ra dấu hiệu thất bại. Hơi thở của nàng trở nên khó khăn, đao pháp cũng đã loạn. Tiêu Chấn nhìn thấy không khỏi cười lớn. Nhà đầu miệng lưỡi, lão phu trước tiên chém chết người, sau đó sẽ cắt đầu cha người. Lời nói thật là tàn nhẫn, lòng dạ thật hiểm độc. Một câu này trước giờ y vẫn không dám nói. Lúc này có vẻ như cảm thấy đại sự đã định, cho nên mới dám thốt ra. Nhưng vẻ đắc ý của y không duy trì được lâu. Chỉ nghe ối một tiếng, khuỷu tay phải cầm kiếm của y đã không biết vật gì đánh trúng. Khuỷu tay tê dần, kiếm quang lập tức ngừng lại. Y hoảng sợ giật mình, lập tức nhảy về phía sau 8 thước, ánh mắt nhìn sang phía bên phải. Là ai? Dám to gan. Là ta. Trong bóng tối của góc tường, có hai người chậm rãi đi ra, vẻ tươi cười như có thể lượm lấy được. Là ngươi, Đinh Khai. Không sai, ta chính là Tiểu Đinh, danh hiệu là Giang Hồ Lãng Tử. Ngươi Tiêu Chấn đột nhiên giận dữ nói. Giỏi lắm, ngươi dám sử dụng ám khí. Đó không phải là ám khí, chỉ là một hòn đá nhỏ mà thôi. Không ngờ một hòn đá nhỏ lại có sự chính xác như vậy, vừa vặn đánh vào huyệt tê. Lão phu phạm đến ngươi sao? Bây giờ thì không có, nhưng rất nhanh sẽ phạm vào thôi, Đinh Khai nói. Ngươi không phải đã dự định lấy cái đầu của Đinh Mỗ sao? Chuyện này... À, quên mất,
Đinh Khai nói: "Đây không phải là ngươi muốn, mà là Bạch Nương Tử muốn, đúng không?" Tiêu Chấn chừng hai mắt, nhất thời á khẩu không trả lời được. "Bây giờ Đinh Mỗ đã đưa lên cửa, chẳng phải là thuận tiện sao?" Đinh Khai khóe miệng mỉm cười: "Hơn nữa ta chỉ có hai bàn tay không?" "Đây quả thật là thuận tiện, đáng tiếc là cổ tay của Tiêu Chấn đã tê dần, lúc này còn chưa khôi phục lại. Trừ phi là nghỉ ngơi một lát, đợi cho cánh tay khôi phục lại." Nhưng Tiêu Chấn trong lòng biết rõ, Tê Giang Hổ Lãng Tử này là một kẻ vô cùng giàu hoạt, hắn sẽ chờ đợi sao? "Tiêu Đại Hiệp, ngươi có phải muốn nghỉ ngơi một lát hay không?" Đinh Khai cười trêu chọc, cất bước đi tới. Ngươi đứng lại." Tiêu Chấn giống như chim sợ cảnh cong. "Đứng lại?" Đinh Khai cười nói. "Làm sao được chứ? Kiếm của Tiêu Đại Hiệp còn chưa đủ tới mà." Sắc mặt Tiêu Chấn đại biến, lùi về phía sau năm thước. "Tiểu tử, ngươi nói mấy lời vô ích này làm gì?" Lâu Đại Chiêu bỗng nhiên kêu lớn. "Không bằng để cho ta khai trương trước." Thân hình của hắn nhoáng lên, lập tức từ phía sau Đinh Khai nhảy vọt tới. "Ngươi muốn..." Tiêu Chấn ngẩn ra. "Ta muốn đánh ngươi." Lâu Đại Chiêu quát một tiếng, đánh ra một trường. Xuất thủ nhanh, rơi rất nặng, lực chầm kình mạnh, cương phong cuộn cuộn, tiếng gió vù vù. Một trường này rất xuất sắc, là một trường lợi hại nhất của hắn từ khi chào đời đến nay. Bởi vì hắn biết đối phương là ai. Đối phương là một con mãnh hổ, đánh hổ không thể không dùng 10 thành công lực, hơn nữa hắn còn tăng thêm 2 thành. 2 thành này là khí lực mà hắn bú sữa mẹ khi còn bé. Tiêu Chấn trong lòng biết không ổn, bước chân trượt qua, muốn thay hình đổi vị. Đáng tiếc là hắn vừa trải qua một phen ác chiến, hơn nữa tâm tình không yên, phản ứng trở nên trì trệ, rốt cuộc cũng chậm một bước. Mặc dù đã tránh khỏi chính diện, nhưng cố trưởng phong mạnh mẽ vẫn đánh trúng vào vai hắn, khiến cho thân thể của hắn nghiêng qua, loạng choạng lùi về sau một trượng. Sắc mặt của hắn vàng như đất, lắc lư gần như muốn ngã. Lâu Đại Chiêu đắc ý không hề buông tha, lao nhanh tới, cánh tay vung lên, muốn tiếp tục phát ra một trường. "Chờ đã." Đinh Khai bỗng nhiên gọi lại. "Làm gì?" Lâu Đại Chiêu ngừng lại một chút. "Bỏ đi." Đinh Khai nói. "Bỏ đi?" Lâu Đại Chiêu lông mày dương lên, lớn tiếng nói. "Ngươi cho rằng ta nhất định phải nghe lời ngươi sao?" "Ngươi..." Đinh Khai ngẩn người. "Trước đây có thể, nhưng hôm nay thì không được." Lâu Đại Chiêu trầm giọng nói. "Vì sao?" "Bởi vì ngươi không làm chủ được." Lâu Đại Chiêu quay đầu lại, nhìn sang Triệu Tiểu Nhu. "Triệu cô nương, mọi việc đều do cô quyết định." Không ngờ hắn lại có một chiêu này, Đinh Khai chỉ đành cười khổ. "Tôi..." Triệu Tiểu Nhu khóe miệng nhếch lên một chút. "Lâu tráng sĩ nể mặt tôi sao?" "Đương nhiên, đương nhiên. Nơi này là Mộc Mã Sơn Trang mà." Một câu "lâu tráng sĩ" đã khiến cho Lâu Đại Chiêu thập phần sảng khoái, lập tức đáp lời. "Vậy thì tha cho y một lần đi, y còn có nhi tử rơi vào..." "Được, được, 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 cô nói tha thì tha." Lâu Đại Chiêu quay đầu lại, hai mắt mở lớn nói. "Tiêu Chấn, còn không nhanh cút đi. Lần này Lâu Đại Gia tha cho ngươi, nhưng ngươi đừng quên, khi nào Lâu Đại Gia tới Giang Nam, ngươi phải chuẩn bị mấy vại rượu ngon, hào hào mời khách." Dám nói với Tiêu Chấn những lời này, hắn cho dù nằm mộng cũng không nghĩ đến. Đương nhiên, lúc này hắn dám nói. Tiêu Chấn vẻ mặt đờ đẫn, không nói một tiếng nào, kéo theo thanh kiếm rời đi như một con chó cụp đuôi. Bất cứ anh hùng hào kiệt nào lâm vào tình cảnh như vậy đều trở thành người thường. Huống hồ Tiêu Chấn cũng không tính là anh hùng thật sự. Những việc mà y làm không hề có một chút bản sắc anh hùng nào. Một khi gặp phải thất bại, y cũng không còn lẫm liệt. Nếu như trên người không còn có một chút chính khí, đương nhiên cũng không còn lẫm liệt. Vì vậy y lặng lẽ xoay người, đi về phía con đường lớn mờ mịt sương đêm. Mấy tráng hán đi theo y cũng chỉ đành đuổi theo. "Chờ đã." Lâu Đại Chiêu bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. "Để tên này ở đây làm gì? Chẳng lẽ còn muốn người khác nhặt xác dùm sao?" Hắn ám chỉ đương nhiên là huyết thủ Phi Ưng Tống Dực. Tiêu Chấn lại ngẩn người, xoay qua một gã đại hán dùng mắt ra hiệu. Đại hán kia vạn phần bất đắc dĩ chậm rãi trở về, vác thi thể của huyết thủ Phi Ưng lên lưng, dáng vẻ vô cùng chán nản.
Trong chốc lát, đám người như đàn chó hoang biến mất trong bóng đêm. Một màn bi kịch kết thúc, đã chết mất hai người. Mỗi bên một người chết rất công bình. Dựa vào tác phong hành sự của hai người này khi còn sống, chết không oan uổng chút nào. Lúc này đã qua canh tư, chân trời phía đông lộ ra một màu bạc trắng. Triệu Tiểu Nhu liếc mắt nhìn Đinh Khai một cái, muốn nói gì lại thôi. Nàng dường như muốn nói một tiếng đa tạ, nhưng nàng lại không nói. Có điều ai cũng có thể nhìn ra được, trong mắt của nàng hiện lên vẻ cảm kích. Triệu cô nương, Lâu Đại Chiêu nói, ta thật không hiểu vì sao cô lại tha cho y. Y rất đáng thương. Đáng thương? Đúng vậy. Triệu Tiểu Nhu thở dài một tiếng. Nhìn vẻ mặt của y, tôi không thể động lòng trắc ẩn. Ta lại không nghĩ như thế. Đinh Khai tiếp một câu. Ngươi nghĩ như thế nào? Lâu Đại Chiêu quay đầu sang, vẻ đắc ý vừa rồi vẫn còn chưa biến mất. Nhất định là rất cao minh. Không dám, không dám. Đinh Khai nói. Tối nay còn ai có thể cao hơn Lâu Đại gia ngươi? Chuyện này à? Lâu Đại Chiêu nở nụ cười. Nói đi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lưu y lại, để y tìm Bạch Nương Tử liều mạng. Đúng vậy. Lâu Đại Chiêu hai mắt sáng lên. Biện pháp hay, thật sự rất cao minh. Cũng chưa chắc. Thế nào? Mọi việc có lợi thì cũng có hại. Đinh Khai nói. Bạch phu nhân tâm cơ khó lường, nói không chừng sẽ lần nữa lợi dụng y để đối phó với chúng ta. Hừ, y dám sao? Ta một trường. Chẳng qua tối nay y giao đấu đã lâu, nhưng nó mạnh hết đà. Đinh Khai nói. Nếu như y khôi phục thể lực, ở vào một hoàn cảnh khác, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không như vậy. Chuyện này... Lâu Đại Chiêu khẽ run lên một chút. Kỳ thật, cho dù Đinh Khai không nói, hắn cũng biết. Hai mươi mấy chiêu thì có gì mà lâu. Rõ ràng là công lao của hòn đá nhỏ kia. Nếu như không có hòn đá nhỏ kia, Tiêu Chấn làm sao có thể chật vật như vậy? Thậm chí nếu như không có Đinh Khai ở đây, Tiêu Chấn cũng chưa chắc có thể dễ dàng rút lui. Đương nhiên, giọng nói của Đinh Khai thay đổi. Một trường này của ngươi uy lực không tệ, thậm chí lần sau chạm trán y sẽ không dám khinh thường nữa. Thật sao? Ánh mắt của Lâu Đại Chiêu sáng lên. Ta không phải cố ý tâng bốc ngươi, Đinh Khai cười nói. Một trường vừa rồi quả thật rất có uy lực. Ánh mắt của Lâu Đại Chiêu càng sáng hơn. Triệu Tiểu Nhu đã dần khôi phục thể lực, chỉ khẽ mỉm cười. Nàng không xen vào, cũng không có ý mời hai người vào trang nghỉ ngơi một lát. Chúng ta phải đi. Đinh Khai nhìn nàng một cái. Được. Triệu Tiểu Nhu gật đầu. Tôi sẽ nhanh đuổi theo. Nàng giống như biết Đinh Khai muốn đi đâu. Nàng có thể rời đi sao? Đừng lo, tôi tự có an bài. Hai người mặc dù không nói rõ, nhưng hiển nhiên là ám chỉ chuyện của Mục Mã Sơn Trang. Trong đó quan trọng nhất đương nhiên là an toàn của Triệu Cửu Tôn. Đinh Khai đương nhiên không muốn biểu thị sự quan tâm đối với Triệu Cửu Tôn. Triệu Tiểu Nhu cũng không muốn nói thêm. Nhưng hai người bốn mắt nhìn nhau đã bắt đầu có vài phần tình ý nhàn nhạt. Chỉ có điều, hai người đều đem phần tình ý này chôn sâu vào tận đáy lòng. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Phi Đao Túy Nguyệt. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.